Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vừa thông báo về việc đã hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân Đào Lan Hương, đồng thời bày tỏ mong muốn kết thúc mọi hiểu lầm và ồn ào tại đây. Sau khi gây sốt với màn cầu hôn lãng mạn tại Phú Quốc, Á hậu Phương Anh tiếp tục khiến fan sắc đẹp Việt hào hứng khi chia sẻ khoảnh khắc diện váy cưới. Gần một năm vắng bóng làng giải trí vì ồn ào của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang chính thức trở lại với MV Mất Anh Em tìm lại thấy chính mình trong sự chờ đón của khán giả. Trong vai trò Verdette, Hoa hậu Hờ Hen Niê diện bộ cánh đặc biệt nặng 5kg với phần áo thân trên làm từ đồng mạ vàng 24K. Sự xuất hiện của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Ngọc Thảo trong bộ ảnh cưới của Phương Anh khiến khán giả không khỏi thích thú. Hình ảnh mới nhất của Hoài Lâm khi trở lại cùng một dự án âm nhạc khiến cho nhiều khán giả tò mò. Ngô Thanh Vân chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên chồng trẻ trong bữa tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới. Cô chọn một nhà hàng Nhật sang trọng để làm nơi kỷ niệm cùng những bạn bè thân thiết.